Chào các bạn trở lại với kênh channel của mình. Buổi chiều ngày hôm nay có tới 3 chiếc xe cộng đồng cùng một công trình xây dựng các bạn nhé. Rất đông những chiếc xe cộng đồng đây. Chiếc xe cộng đồng, một chiếc xe cộng đồng của Siêu Hiền và một chiếc xe cộng đồng của anh Dương. Toàn là những chiếc xe cộng đồng siêu khủng chế, cực là khỏe các bạn nhé. Chào hai sếp. Về điều khiển chiếc xe máy xúc và thu hiện các bạn. Đây chiếc xe này có thông số lúc trước là 155.2. Các bạn cùng tôi sang bên này xem chiếc xe của anh Dương. Qua là tít các bạn. Bây giờ là một hành trình khá là quan trọng của bác tài xế Hiền. Thank you.
chiếc xe này có quả lốp sau rất là to. À thôi, quả lốp sau 825. Video nhé. Các bạn vừa được chứng kiến hành trình của hai bác tài xế công nông cực là khỏe, đổ cát vào cái công trình sàn nấp lên đây các bạn nhé. Tạm các bạn.